Xin chào quý vị và các bạn. Việt Nam thao túng tiền tệ, Việt Nam currency manipulation là cụm từ đáng chú ý nhất những ngày gần đây, liên tục được các hãng tin lớn của Mỹ như Reuters, New York Times nhắc tới. Đúng ra đây sẽ là câu chuyện trên bàn nhậu của dân tài chính chứ không phải là dân luật chúng ta. Nhưng sự kiện này có thể gây tác động lên các chính sách pháp luật về tài chính, ngân hàng, kéo theo đó là sự ảnh hưởng của tất cả các lĩnh vực trong xã hội, vì tiền tệ chính là mạch máu của nền kinh tế. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi đây cùng phân tích một chút xíu, cùng nhau làm rõ thao túng tiền tệ là gì, một quốc gia như thế nào bị cho là thao túng tiền tệ, và những tác động của việc bị liệt kê vào danh sách những nước thao túng tiền tệ có thể là gì. Và bây giờ cùng bắt đầu thôi nhé. Thao túng tiền tệ là gì? Đây là một khái niệm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đặt ra để theo dõi các quốc gia có quan hệ thương mại quốc tế với mình. Điều này được quy định tại Đạo luật Xúc tiến và Tăng cường Thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ. Theo đó, một quốc gia bị xem là thao túng tiền tệ khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau. Thứ nhất, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ. Giải thích rõ hơn thì điều kiện này được hiểu là nếu nước A bán sang Mỹ với số lượng hàng hóa có giá trị là 40 tỷ, trong khi đó nước Mỹ xuất khẩu sang nước A với lượng hàng hóa chỉ 20 tỷ. Khi đó nước A được xem là thặng dư song phương với Mỹ 20 tỷ đô la. Thứ hai, thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP. Trong cán cân thanh toán quốc tế, tài khoản vãng lai là tổng hoạt động xuất nhập khẩu về hàng hóa, dịch vụ và thu nhập từ đầu tư nước ngoài. Ví dụ nước A có tổng GDP là 300 tỷ đô la Mỹ. Nếu thặng dư tài khoản vãng lai so với Mỹ là 6 tỷ đô la Mỹ thì nước A được liệt kê vào trường hợp kể trên. Thứ ba, can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng. Với tổng ngoại tệ, mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng. Đây là hoạt động của ngân hàng trung ương nhằm điều chỉnh tỷ giá đồng tiền trong nước với nước ngoài. Giả sử trong 12 tháng liền kề trước, nước A có GDP là 300 tỷ đô. Trong liên tục 12 tháng đó, ngân hàng trung ương nước A thực hiện mua đô la Mỹ nhiều hơn bán đô la Mỹ trong 6 tháng. Với số lượng đô la Mỹ mua vào lớn hơn số lượng bán ra là 6 tỷ đô la Mỹ thì nước A được liệt kê vào trường hợp kể trên. Như vậy, khi đáp ứng đủ 3 điều kiện kể trên thì một quốc gia sẽ bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Phá giá nội tệ là gì? Những quốc gia đang thực hiện chính sách phá giá nội tệ nhằm mục đích đạt được các lợi thế thương mại sẽ được Hoa Kỳ dán nhãn là quốc gia thao túng tiền tệ. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, làm gì có ai mà tự phá giá tài sản của mình để mà bị thiệt đúng không? Nhưng thực tế, không như nhiều người nghĩ, phá giá nội tệ chính là làm cho đồng tiền trong nước có giá trị thấp hơn đồng tiền nước ngoài. Ví dụ, 1 đô la Mỹ trước đây đổi được 23.000 đồng. Tuy nhiên, thông qua những chính sách của ngân hàng nhà nước, giá trị đồng Việt Nam giảm xuống sâu, dẫn đến 1 đô la Mỹ có thể đổi ra nhiều tiền Việt Nam hơn. Lúc này là 24.000 đồng. Còn ngân hàng nhà nước làm gì để được như vậy thì chắc chúng ta không bàn ở đây, vì đó là kiến thức chuyên sâu của ngành tài chính. Vậy tại sao một quốc gia phải phá giá nội tệ? Đương nhiên, một quốc gia lựa chọn chính sách phá giá nội tệ để tăng thặng dư thương mại thì họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ liên quan đến tiềm lực sản xuất, sức mạnh kinh tế nội địa, nguồn nhân lực, chứ không phải cứ thích phá giá là phá giá đâu nha. Ở đây chúng ta không bàn sâu, mặc định chúng ta xem quốc gia lựa chọn phá giá nội tệ thì họ đã sẵn sàng cho việc đó. Chúng ta chỉ cần biết là việc phá giá nội tệ sẽ đem lại lợi ích gì cho một quốc gia. Ví dụ 1 đô la Mỹ hiện tại có giá là 23.000 đồng. Bạn là người Việt Nam, bạn muốn mua một đôi giày ở Mỹ trị giá 100 đô thì bạn cần phải có 2,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu giá trị Việt Nam đồng giảm xuống, lúc này 1 đô la Mỹ có giá là 24.000 đồng. Vậy khi bạn muốn mua một đôi giày ở Mỹ cũng có giá là 100 đô la Mỹ thì bạn cần phải có 2,4 triệu đồng. Như vậy, việc phá giá nội tệ sẽ làm cho hàng hóa của nước ngoài đắt hơn trong mắt người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu mua giày nói riêng và hàng hóa của Mỹ nói chung của người Việt sẽ giảm đi. Ở chiều ngược lại, với 1 đô la Mỹ hiện tại có giá 23.000 đồng và một người Mỹ muốn ăn một tô hủ tiếu ở Việt Nam có giá là 23.000 thì họ chỉ cần bỏ ra 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu giá Việt Nam đồng giảm xuống, 1 đô la Mỹ bằng 24.000 đồng thì lúc này tô hủ tiếu ở Việt Nam vẫn có giá là 23.000 đồng, chỉ có tỷ giá là thay đổi. Chính vì vậy, một người Mỹ muốn ăn một tô hủ tiếu ở Việt Nam, họ sẽ tốn ít tiền hơn trước, bởi lúc này 1 đô la Mỹ đổi ra được 24.000 đồng. Có nghĩa là ăn một tô hủ tiếu với mức giá như cũ, nhưng với tỷ giá mới, họ sẽ dư ra 1.000 đồng. Điều này làm cho nhu cầu ăn hủ tiếu của người Mỹ nói riêng và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Việt Nam nói chung tăng lên. Hai tác động đối lập ở Việt Nam và Mỹ sẽ làm cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tăng do nhu cầu dùng hàng Việt Nam của người Mỹ tăng. Hoạt động nhập khẩu từ Mỹ của Việt Nam sẽ giảm do nhu cầu sử dụng hàng hóa Mỹ của người Việt sẽ giảm. Kéo theo kết quả là Việt Nam sẽ thặng dư thương mại và Mỹ sẽ thâm hụt thương mại. Và khi thâm hụt thương mại tới một ngưỡng theo quy định của Đạo luật Xúc tiến và Tăng cường Thương mại năm 2015 thì Mỹ sẽ liệt kê quốc gia đó vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Tại sao Mỹ lại liệt kê các quốc gia thao túng tiền tệ? Câu trả lời chung nhất là để có những đối sách về kinh tế phù hợp. Không một quốc gia nào trên thế giới muốn nước mình luôn rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại cả. Chính vì vậy, các quốc gia, đặc biệt là Mỹ, cần phải có những chính sách phù hợp và họ đặc biệt quan tâm tới những quốc gia nào bị thâm hụt thương mại để điều chỉnh cán cân thương mại trở lại số dương với họ.
Như vậy, Việt Nam bị liệt kê vào các quốc gia thao túng tiền tệ có tác động gì không? Câu trả lời về mặt lý thuyết là có. Bởi khi rơi vào danh sách này, Mỹ sẽ có những chính sách kinh tế có lợi cho họ. Qua đó, cán cân thương mại sẽ trở lại theo chiều hướng có lợi cho họ. Các chính sách đó có thể là áp dụng các hạn ngạch nhập khẩu với hàng hóa của Việt Nam, tăng thuế với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, thiết lập những tiêu chuẩn gắt gao về vệ sinh, an toàn, môi trường, thậm chí là tiêu chuẩn lao động của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Mục đích cuối cùng cũng là hạn chế hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Những tác động này sẽ đánh trực tiếp vào nền sản xuất của Việt Nam và sự ảnh hưởng có thể thấy ngay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là câu chuyện về mặt lý thuyết, còn trong thực tế, để giải quyết việc này còn có rất nhiều cách thông qua con đường ngoại giao, họp, hội nghị song phương cùng đưa ra giải pháp. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chính thức lên tiếng trước động thái này của Mỹ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng việc giữ tỷ giá thấp so với đô la Mỹ không nhằm mục đích tạo lợi thế thương mại mà là hoạt động để điều tiết tình hình vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong nước. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Hy vọng rằng thông qua video này có thể giúp quý vị và các bạn giải đáp được những thắc mắc của mình những ngày gần đây. Và hãy đăng ký kênh YouTube của Thư viện Pháp luật để nhận được thông báo về những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!